Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 2, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp Tâm Thắng, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng và kiểm tra thực địa một số dự án trong khu công nghiệp. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tính đến tháng 2 năm 2023, khu công nghiệp Tâm Thắng đã thu hút được 41 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 2.931 tỷ đồng. Trong đó, 32 dự án đi vào hoạt động, 9 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang triển khai thực hiện. Trong 32 dự án hoạt động, chỉ có 21 dự án hoạt động hiệu quả, còn 11 dự án hoạt động cầm chừng. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt trên 91%. Riêng trong năm 2022, khu công nghiệp thu hút được 3 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đầu tư là 367 tỷ đồng. Trong năm 2022, doanh thu của các dự án ước đạt 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 28 tỷ đồng. Theo đánh giá, đa số các dự án đang hoạt động trong khu công nghiệp Tâm Thắng thời gian qua đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ, vùng nguyên liệu tập trung. Tại buổi làm việc, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết một số khó khăn trong công tác thu hồi dự án, thu hồi đất đối với những dự án chậm tiến độ, không đúng mục tiêu đầu tư, đồng thời kiến nghị những nội dung liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng. Xây dựng cái khu công nghiệp Tân Thắng này là từ 20 năm rồi. Đường xá thì xuống cấp, có cái đường mà cái đường D2 hồi nãy đi là coi như là trước giờ không được xây dựng. Thì là một cái tuyến đường đó để tiếp tục là ta kêu gọi với là các cái doanh nghiệp họ thấy đường đó coi như họ không làm ở không kêu gọi được cái khu đó. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống điện chiếu sáng. Hồi nãy là có một số doanh nghiệp là họ cũng đã ý kiến này. Khu công nghiệp mà không có là điện chiếu sáng ở đây thì cũng đề nghị là ủy ban tỉnh cũng cân đối và cho đầu tư. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành liên quan cũng đã phân tích những tồn tại trong hoạt động của khu công nghiệp Tâm Thắng. Đó là thực trạng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tâm Thắng hiện nay chủ yếu nhỏ, siêu nhỏ, tỷ lệ sử dụng đất của doanh nghiệp thấp. Việc xử lý tài sản thế chấp liên quan đến quyền sử dụng đất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, mô hình hoạt động của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng. Quan điểm của các sở ngành là ưu tiên tạo cơ chế chính sách để các doanh nghiệp hoạt động. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá, hoạt động của khu công nghiệp Tâm Thắng đã có sự phát triển so với thời gian trước, nhất là những kết quả trong năm 2022. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, cầm chừng, hạ tầng khu công nghiệp đang xuống cấp. Các sở ngành tiếp tục quan tâm, chia sẻ để doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Mục tiêu là phải khai thác được hiệu quả, tiềm năng của khu công nghiệp Tâm Thắng. Tôi đề nghị anh Tuấn chỉ đạo ban quản lý Tâm Thắng ấy, là đánh giá rà soát rất kỹ lại cái này. Cái nào thu hết lại, cái nào thu một phần là nằm chỗ này đây chứ gì nữa, đúng không ạ? Thu một phần là nằm đây đây, chắc chắn là chỗ này đây chứ không đâu cả. Thế bây giờ công suất nó như anh Ninh là một trong những người là chuyên là tham mưu tỉnh ký giấy phép, rồi cấp chấp nhận chủ trương đầu tư là nó ràng buộc hết đấy. Khoản nào không làm, năm nào tới năm nào không làm là xử lý. Bây giờ lật lại hợp đồng xem có đúng như vậy không. Đây là vấn đề là ban quản lý phải quyết liệt anh Tuấn ạ. Chứ bây giờ chúng ta không thể ngồi nói với nhau bằng nó miệng như này không đúng đâu. Lật hồ sơ từng ở một ra, cần thiết tôi mời sở tư pháp xuống cho các đồng chí ngồi với đồng chí để tính toán cái này. Các đồng chí yên tâm về mặt pháp lý. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề với tỉnh thuê ở đây mà khó khăn lắm đây. Tôi báo cáo các đồng chí như thế. Nếu chúng ta không quyết liệt như năm vừa rồi đấy, thì bây giờ làm gì có Đức Giang, làm gì có cà phê công nghệ cao. Đừng có bây giờ cái tư duy cũ, từ cách làm cũ, các đồng chí phải mạnh mẽ thay đổi. Nếu như cái tư duy cũ nghĩ như những năm trước là không được. Rồi các dự án đó thì cơ bản 6 dự án. Cái chỗ này là đây, họ có 6 dự án thôi là đã 500 tỷ rồi. Riêng chỗ Đức Giang là họ trên 300 rồi. Hai nhà máy kế bên Đại Lục và chỗ cà phê chất lượng cao là như vậy. Đây là những cái các ông chỉ rất ủng hộ đấy. Mà cái mô hình này là tới đây chúng ta nên nghiên cứu kiểu này để cấp phép mình Tuấn ạ. Bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn các đồng chí nhé. Chứ không phải ai vô cũng cấp, ai vô cũng tính toán. Cái này là trách nhiệm của đồng chí trưởng ban. Còn về cái vướng về tài sản trên đất. Chứ về nguyên tắc là tài sản trên đất, nếu mà khi thu hồi dự án là thu hồi thôi. Còn tài sản đất của anh là anh tự xử lý. Chứ bây giờ tôi đi đền bù cho anh hoặc là người khác vô thay vô thuê lại, đồng ý cho họ thuê rồi yêu cầu người khác để đền bù lại cho ông trước là không đúng đồng chí nha. Cái này quan điểm rất rõ tôi nói trước. Chỉ về mặt tình cảm thì được, là thôi thì trước đây anh đã xây dựng như thế, anh mất bao nhiêu tiền đấy. Thế bây giờ người mới vô do điều kiện hoàn cảnh anh làm không nổi nữa, người khác vô. Đấy, và mình cho thuê lại thì hai bên thương lượng lại với nhau.
mà chúng ta là tạo điều kiện hai người ngồi lại với nhau để chia sẻ, chứ không có cái quy định nào bắt người sau vô trả lại cho ông trước. Bởi vì họ có đâu sử dụng ở đây, công năng mỗi đơn vị khác nhau. Về cái giá cho thuê thì đề nghị công chí cân đối xem lại, chứ nếu mà cứ 15% không biết là cái điểm xuất phát nó bao nhiêu. Cái quan trọng nhất là số tiền xuất phát bao nhiêu, thì đến bây giờ 15% sau 5 năm, sau 4 năm thì mình bao nhiêu. Nó bị xem lại chữ Hòa Phú bên kia thì hiện nay một mà họ cho thuê thế nào và chúng ta ra sao thì phải tính toán lại cái này. Công chí phải tính cái này cho hợp lý, đó, cho đúng với giá đất, giá trị đất thật hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu việc thẩm định các dự án hoạt động trong khu công nghiệp Tâm Thắng tiếp tục phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dự án có nguồn lực triển khai đầu tư đúng tiến độ, hoạt động hiệu quả. Các sở ngành phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc xử lý tài sản trên đất đối với những dự án bị thu hồi, phải quyết liệt thu hồi các dự án hoạt động không hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo việc đảm bảo nguồn lao động phục vụ hoạt động khu công nghiệp, từng bước tái cơ cấu hoạt động của Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng đáp ứng nhiệm vụ được giao. Khi kêu gọi doanh nghiệp về, các đồng chí phải hiểu rằng doanh nghiệp họ rất cần nhân công. Nhà máy hiện đại cỡ nào cũng phải có con người cả. Nếu không có con người là nhà máy đứng hết. Thì cái này chúng ta phải chủ động hỗ trợ doanh nghiệp cái này. Đặt vấn đề với doanh nghiệp luôn. Ban quản lý có bây giờ đặt vấn đề với doanh nghiệp là anh A là bây giờ anh sang nhà máy nên cần bao nhiêu người không? Họ có hết. Thế thì bây giờ các đồng chí phải tính toán cái này giúp cho người ta. Chúng ta phải có bộ máy ekip, chúng ta phải tận dụng được cái lợi thế chúng ta để kinh doanh trên cái khu nghiệp này. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười đã đi khảo sát thực địa một số dự án, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai dự án gồm Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Thái An, Intemex Đắk Nông, Công ty Cổ phần Ván Công nghiệp Cao Bison, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông.